sâu, cô biết nay là chuẩn bị là ngày gì không sâu? Hả? Trời ơi, không biết gì hết. Buồn ghê á. Hai đứa con, mấy đứa con nhà mình nó cũng không có biết. Mà sâu cũng không biết luôn. Chuẩn bị là biết ngày gì ngày sinh nhật của mẹ á. Mà giờ mẹ buồn ghê á. Sinh nhật của mẹ không ai để ý tới mẹ hết. Trời, trời ơi, nghĩ sao vậy ta? Sâu nghĩ sinh nhật của mẹ là một năm có một lần mà không ai nhớ gì hết. Không ai nhớ đến cái ngày của mẹ. Không cần quà, cần đồ gì hết. Chỉ cần chúc mừng mẹ thôi. Mà cũng không ai nhớ đến mẹ chú. Cho nên giờ nó nói tới là nó ngủ không ơi. Chú cho nghĩ buồn sao mà buồn bây giờ không biết làm sao hết. Chắc đi ngủ quá, buồn quá đi ngủ. Thôi mẹ bây giờ thôi con ngồi đây đi với em Bông đi nha. Con xem coi nhà đi, giờ mẹ đi ngủ. Để mẹ quên đi cái ngày hôm nay đi. Ngày hôm nay ngày đặc biệt của mẹ mà không ai nhớ mà cũng ngủ nữa kiểu này nữa thôi. Gì đâu mà lạ kỳ quá, thôi tôi buồn tôi đi ngủ đây. Đó, ngồi đó. Hello là ok, chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chúng ta Hai Chân Suối Sọn và Bông Bé Bỏng. Thì hôm nay á cả nhà, Su với Bông để ý mẹ có vẻ đang rất là buồn. Bởi vì sao? Chuẩn bị tới sinh nhật của mẹ rồi mà Su Bông không có quà để tặng mẹ. Sao rồi Hiền? Hiền đã chuẩn bị cái thứ mà anh yêu cầu chưa? Trời ơi, em chuẩn bị mấy ngày nay rồi, em phải đi tìm khắp mọi nơi mới tìm được cái thứ hay yêu cầu. Hay yêu cầu cái thứ nghiệt quá. Trời cả nhà, yêu cầu của đó phải yêu cầu của anh đâu, yêu cầu của Su á. Su yêu cầu là phải có một cái búa nặng 30kg kìa nha. Ăn mã bè nhảy luôn. Su mấy ký? Su mấy ký mà Su yêu cầu cái búa nặng 30kg. Su 7kg. Su 7kg mà Su yêu cầu cái búa nặng 30kg đừng xem mà Su dùng được. Sao Hiền có chưa? Đây. Đâu? Dạ. Trời. Ôi, ghê không? Đây nè cả nhà. Cả nhà ghê không? Đây là cái búa nặng 30kg kìa nha. Nó rất là nặng luôn. Cho nên chị Hiền phải dùng hai tay để đỡ đó. Hãy cầm thử đi. Ui dạ. Nặng quá kìa nha. Ôi. Cái này gọi là búa tạ đó. Ở trên địa bàn mình chỉ có một chỗ bán thôi. Phải chạy khắp mọi nơi tìm luôn á. Cả nhà, cái búa đây anh xin nghĩ á là giống kiểu cả nhà có coi phim Thor không? Đúng rồi, cái búa Thor cả nhà. Búa Thor cả nhà đó. Chỉ những người xứng đáng mới có thể dỡ được cái búa này lên thôi. Đó. Cái này anh dỡ, anh xin thử nha. Giờ thử. Ghê không dỡ được nhưng mà đẩy được. Không thấy lên được cả nha. Nói để xu. Hiền, nghe được coi, đến lúc chị Hiền. Chị Hiền kéo được coi. Em mua với em mà ta. Chị Hiền kéo đây. Một, hai, ba, kéo. Trời không được. Anh Hiền được coi. Anh Hiền kéo được coi. Em hai kéo. Một, hai, ba, kéo. Không được cả nha. Bây giờ á là để Su rồi coi Su kéo nó được không nha. Rồi Su. Đây. Kéo được không? Cố lên Su, Su chắc là người được chọn rồi cả nha. Ôi bà. Đi đây. Cả nha. Chọn mày hả? Sao mà kéo được lại? Mày bị lỗi. Đây cả nha, Su là người được chọn á. Đây cái búa này nha cả nhà, coi Su kéo nè. Su kéo đó. Su kéo cầm vô cái búa. Cả nhà thấy Su ghê không? Su là người được chọn đó. Thấy kệ không? Cả nhà thấy ghê không? Thấy Su cầm cái búa không? Mày gạt cái tay không? Ê, ê, để làm cái gì? Bây giờ hỏi đi, hỏi. Su, hai mua cái búa này để làm gì vậy? Để chuẩn bị làm quà sinh nhật tặng mẹ. Su, cái búa này là giống gì để làm cái gì Su? Su nói là dùng cái búa này tặng quà sinh nhật cho mẹ nhưng mà tặng cái này là bị đuổi ra khỏi nhà luôn á. Cả nhà, ông lẹ lấy cái đây gói vô trong hộp quà tặng cho mẹ. Không phải, anh hiểu mục đích của Su Bông rồi. Đây cả nhà, đây nè, cái búa để dùng làm vô cái đây. Đuổi hiện ở đây là cái gì? Cái đó là cái gì vậy? Các em phải biết đây là cái gì không? Đây, chính là một. Đây, cho Bông đó mở. Đó là con ốc khổng lô hả cả nhà? Bông dỡ lên. Cục gạch hả mọi người? Một, hai, ba, dỡ. Wow. Con heo gì mà to dữ vậy? Heo đất. Con heo đất rồi, tìm thấy con heo đất to như vậy, to hơn Su luôn á. Trời ơi, con heo đất này là con heo đất mà em Su với em Bông đã tiết kiệm tiền đó cả nhà. Từ ngày bao nhiêu đây? Đây, từ ngày 19 tháng 2, mà hôm nay tháng 5 rồi, 3 tháng rồi. Đó. Con có 3 tháng sẽ đập rồi Su. Su nói là bây giờ chuẩn bị tới sinh nhật mẹ, Su muốn đập ra để mua một cái món quà gì đó để tặng cho mẹ. À. Cả nhà thấy em Su Su hiếu thảo chưa? Rồi, bây giờ Hiền với Bông có nhiệm vụ là giữ, còn anh với Su có nhiệm vụ là đập, được không? Ok thôi. Rồi, qua đây. Bông giữ đi. Rồi giữ con heo đi. Bây giờ Bông sẽ giữ con heo. Giữ con heo cho anh. Chết Bông rồi kìa nha. Bông không có muốn làm cái việc này đâu mọi người. Bông sợ mấy cái đồ này lắm kìa nha. Thôi đi đó. Bông sợ mấy cái đồ này lắm. Dạ. 1 2 3 Cái gì mà kêu ít hiếu như con heo. Con heo này nó bị đập nó kêu kìa nha.
đây cái gì? Cái con heo này nó chịu ít đây. Quá trời tiền của show luôn nè, đó nhiều ghê không? Lấy này, lấy này, lấy này. Đúng rồi, đây, đây. Rồi, đổ nè. Rồi, hiện đó. Rồi, bây giờ á, sau khi đập ra là tới chương trình dự đoán thì dự đoán thử coi là xu để tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Em nghĩ á là xu tiết kiệm tầm phải cỡ 10 triệu rưỡi. 10 triệu rưỡi, đúng rồi. Xu tiết kiệm ghê lắm cả nha. Chị Hiền thấy, chị Hiền thấy xu á cuộn cuộn cái tờ 500 vậy nè cả nhà, ngồi cuộn cuộn này nè, xong bắt đầu nhét vô kìa nha. Chị Hiền để chị Hiền thấy mà. Vậy thì bây giờ á, anh em mình sẽ bắt đầu ngồi đếm thử coi là được bao nhiêu. À, anh xem dự đoán là phải tầm 20 triệu luôn. Đó, bây giờ bắt đầu đếm nha. Ơi, 20 triệu luôn. Ở đây có rất là nhiều tờ 500 này, anh Sen sẽ gom tờ 500 lại. Rồi tờ 200 riêng ra. Đó, anh Sen sẽ đặt ở dưới cái đây. Tờ 500 anh Sen bỏ vô đây. Rồi bắt đầu bỏ vô. Đó, bây giờ công đoạn để đoán nha. Đó, rất là nhiều luôn nè, tờ 500 nhiều lắm cả nha. Đó. Rồi tờ 200 anh Sen sẽ lấy riêng ra. Đó. Tiền này á là tiền của số bông á cả nha. Bây giờ số bông đặt ra. Rồi số bông lấy tiền này, số bông đi mua quà sinh nhật tặng cho mẹ. Đó. Đó, quá trời luôn. Trời sao nhiều tiền dữ vậy? Cả nhà thấy em xu không? Em xu em bông mỗi lần mà được học sinh giỏi á, rồi bài mà được 10 điểm á là anh Sen sẽ cho tiền, xu bông bỏ vô heo. Vậy là cả nhà nhìn tiền nha, là cả nhà có thể biết được là xu đã được bao nhiêu con 10 trong kỳ thi vừa rồi đó. Trời nhiều quá cả nhà. Hồi trước xu tặng em mẹ một cái máy rửa mặt rồi hai. Ghê vậy. Ờ. Hai, quá trời tiền luôn. Còn có củ bông không? Có, tiền. Củ bông là tờ đây này kìa nha. Củ bông là mấy tờ lẻ lẻ. Ở đâu mà lọt tờ đó vô vậy? Là củ bông đó kìa nha. Ghê vậy. Không đủ 10 triệu. Rồi. Rồi. Ok cả nhà, sau một thời gian thì anh Sen cùng với chị Hiền đã xếp lại các tờ tiền có mệnh giá bằng nhau bỏ vô đây. Thì bây giờ là sẽ bắt đầu đếm nha cả nhà. Thì bây giờ sẽ là đếm tờ 500 trước đi. Là có thử coi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là được 4 triệu. 8 tờ 500 là được 4 triệu. Rồi, tới lượt Hiền. À, tới anh tiếp, anh đi. 4 triệu đúng không? Lấy tờ giấy ghi Hiền. Ghi vô, lấy tờ giấy ghi. Ghi vô đây. Ghi vô đây nha cả nhà. 4 triệu. Rồi. Rồi bắt đầu đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Là 8 triệu. 8 triệu. Ghê vậy? Là 12 triệu rồi. Tới hiền đếm của Hiền đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41 là 4 triệu 100. Rồi, là tổng cộng là 16 triệu 100 rồi đó. Rồi anh đếm đây luôn cho. 16 triệu 100 rồi đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 triệu 100, 17 triệu. 17 triệu 156 ngàn. Ok cả nhà, tổng cộng sau thời gian anh xin đếm á thì số tiền mà ở trong đây có là 17 triệu 156 ngàn. Đó, thì bây giờ anh xin sẽ dùng số tiền này để mua quà tặng cho mẹ đó. Cái gì mà mua hết, sao mà mua hết được? Hết chưa? Không có hết được đâu. Vậy thôi, bây giờ anh sẽ gieo chị Hiền nữa. Được rồi, hết được. Anh sẽ gieo số tiền này cho chị Hiền. Rồi, được rồi, là chị Hiền sẽ có nhiệm vụ dẫn số bông đi mua. Không,
Em không biết, tiền này tiền của hai cầm đi. Em có tiền riêng rồi. Ok. Có tiền riêng rồi. Ok cả nhà, thì bây giờ em ở đâu vậy? Không, chị lừa tiền em biết nữa. Là... em có tiền riêng không biết đâu mọi người. Cả nhà, bây giờ xin sử dụng số tí này để đi mua quà cùng với show bao và tặng sinh nhật cho mẹ. Ok chưa? Đây, cho bông chị Hiền cho riêng nha. Cầm. Nhập vô. Sâu. Là cắn vô. Cắn đi. Cắn vô. À. Cắn. Cắn đi. Cắn vô. Sâu. Anh hai đứa. Sâu cắn vô. Giỏi. Rồi. Bông cắn vô. Cho bông một tờ. À, giỏi. Cho hai một tờ. Đó cả nhà chị. Này, chị lấy ba tờ trong đống đây mọi người. Đó, rồi. Ok, thì bây giờ á là xin sẽ dẫn số bông đi mua quà luôn. Xe ra bông, bông còn tiền nè, bông còn 10 ngàn của bông nè. Dạ, chưa được 10 phút. Thôi, giờ xin được quay cái kia.